Chú choa, các bạn thấy gì không? Cúc vàng vẻ rẹt này. Mình hôm nay sẽ hóa thân cúc vàng vẻ rẹt này để có thể hơn cả tổng thống vẻ rẹt nha các bạn. Hai các bạn, rồi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với VWIC Gaming. Và mình là Vũ đây các bạn ơi. Vậy nên là hôm nay lại tiếp tục quay trở lại, đó chính là một đêm đấu đỉnh cao của mình các bạn ơi. Và vị tướng hôm nay mình sẽ leo, đó chính là vẻ rẹt các bạn ạ. Và các bạn biết gì không? Con vẻ rẹt này là con vẻ rẹt phiên bản cục vàng các bạn ơi. Trời ơi. Thì đây là nick của bạn tên là Gia Khánh. Thì đây không phải là cái nick mình mua hay là cái nick cũng gọi là xin đi. Thì nick này là của bạn fan, thì bạn ấy cũng đã nhắn tin cho mình ấy và gửi cho mình cái cục vàng này để mình leo. Sau khi nhắn tin bảo mình là anh lấy nick này chơi đi. Xong rồi mình thấy cục vàng mình cũng hú hồn, bởi vì hồi trước mình cũng đã nói các bạn là nếu mà có cục tím cục vàng ấy thì có thể nhắn tin cho mình thì mình sẽ leo cho bạn ấy, với lại là cho bạn lên tivi rồi là quay series này cho bạn cùng xem, nó cho cuốn cho mọi người cùng xem. Thì tự nhiên có một bạn cầm cục vàng Vered luôn, hơi hú hồn các bạn ạ. Được rồi, và đúng như cục vàng uy tín thì nick hiện tại của bạn ấy đang là, đó chính là top 9 Việt Nam Vered rồi nha các bạn. Và trên top 10 thì chúng ta sẽ có được, đó chính là top bảng xếp Vered cục vàng này nha các bạn. Đấy, và với điểm chiến lực đó chính là 10.077 điểm, vãi cả trường vô. 10.000 điểm, thật cả đời mình từ hồi giờ mà mình chưa lên quân ấy, mình chưa bao giờ mà mình tự leo được mà mình lên được 10.000 điểm các bạn ạ. Nếu mà không tính bút bẩn nhá, mà bạn nào mà cày tay ấy, cày chay mà lên được 10.000 điểm, trên 10.000 điểm thì cũng vãi nồi ra luôn đấy. Rồi, và với điểm đỉnh cao chắc chắn rồi, cục vàng thì điểm cao nó cũng sẽ cao các bạn ạ. Đó chính là 1.674 điểm đỉnh cao luôn nha các bạn. Và mình nghĩ là điểm đỉnh này ấy, mình cũng đã nói là gặp cục vàng cục tím thì sẽ có rồi, chắc chắn rồi. Thì bây giờ mình và cùng các bạn sẽ cùng đến với, đó chính là một đêm đấu đỉnh cao của mình cùng với Vered cục vàng top bản xếp hạng Vered luôn nhá. Được rồi, và tụi mình sẽ cùng đến với trận đấu đầu tiên với cái cục vàng Vered này các bạn ạ. Thì chắc chắn rồi, ở trận đấu này mình đã được mang, đó chính là Vered đi top. Và mình gặp bên mình SP là Allen các bạn ạ. Mình nghĩ thấy giao án Allen thì cũng khá là khó, mà ai có rẻ. Ôi dồi ôi, trận này tôi gặp đó chính là cục vàng Allen luôn các bạn ạ. Hiếm lắm ấy, chắc mình không biết là được bao nhiêu lần, nhưng mà cũng lâu lắm rồi mình mới thấy được là có một người chơi mà cục vàng Allen luôn nhá. Mà đã thế nhá, mà có cả mình đó, mà hai người cùng có cục vàng sát cùng với nhau. Ôi nhìn đẹp vãi trưởng các bạn nhỉ, mình thấy đẹp lắm luôn đấy. Mà đã thế nhá, bên tem mình còn ghép cả, đó chính là cục tím Yuka với lại Didac nữa. Mình phải công nhận là trận này tem mình toàn mấy ông cục tím cục vàng thôi. Mà nhá, mình với lại Kirito là hai đứa cục vàng nữa, mà chơi dở là người ta nói ghê lắm các bạn ạ. Vậy nên mình sẽ cố gắng hết sức nha. Nhưng mà các bạn biết gì không? Thì đúng, mình thề các bạn luôn là trận này tem mình ấy đánh đúng chất cục nào ra cục đấy, tem mình thấy rất là ok. Nhưng mà ấy, các bạn biết gì không? Thì đó chính là tem mình có thanh niên phá game, à không phải AFK các bạn ạ. Nếu mà như thế này thì người ta sẽ gọi là gì? Đó chính là bút bẩn, nhưng mà không. Thanh niên Hayate này thì không hiểu kiểu gì bị rớt mạng, bị mẹ ganh, bị hết pin hay là bị gì đấy. Thì anh ta đã AFK. Và trận đấu này là gì? Đó chính là trận đấu này chỉ có mỗi mình với lại ba người còn lại là chơi game thôi các bạn ơi. Mình phải nói thật đấy là trận này tem mình đánh rất là ok luôn. Mình thì trên kèo Ngộ Không, nói chung là Ngộ Không bây giờ đánh mình không lại, thì hầu như là mình toàn đẩy với lại không trong Ngộ Không trên đường game các bạn ạ. Và các bạn có thể nhìn thấy là tem mình đánh nó cực kỳ hay. Mình phải công nhận là trận này tem mình đánh đúng hay luôn. Đánh đánh mà đúng kiểu cho tem bạn hiểu rõ thế nào về top one champ luôn mà các bạn. Đó, mặc dù là không có Ngộ Không, à đâu, mặc dù không có Hayate nha, nhưng mà tụi mình vẫn có thể chơi được. Điển hình như pha này thì mình cũng đã có một pha solo queue thành công khi mà đoán hướng được thằng Ngộ Không nha các bạn. Đấy. Và mình đã làm một pha tốc biến. Nói chung là mình cũng đoán được anh ta sẽ tốc biến ở ngay pha đấy để né xích ấy. Thế nên mình cũng tốc biến lên để mình giết được mạng của Ngộ Không này. Nhưng mà khá là đen là ở pha này là mình đã bị năng rốt ganh. Nhưng mà chịu thôi biết sao giờ. Nhưng mà cứ nghĩ ấy là tụi mình vẫn có thể chơi được, thì các bạn có thể thấy 7 phút, gần tới 8 phút rồi. Nhưng mà tụi mình ấy combat vẫn hơn, combat tụi mình vẫn ăn được. Và các bạn có thể thấy là điểm KDA của tụi mình ấy, tụi mình ăn được hơn mạng, hơn cả tem mạng luôn. Là các bạn biết là tụi mình phải chơi cỡ nào ở đấy. Đánh cực kỳ, nói chung là côn team các thứ, đánh cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay luôn. Nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì đây là 4v5 chứ không phải là bút bẩn. Thì các bạn ạ, bút bẩn nó còn có, nó vẫn nó vô chơi nha. Còn đà này ấy là AFK luôn. Vậy nên là một trận đấu mà 4v5 thì rất là khó chơi với tụi mình các bạn ạ. Đấy, và sau một hồi mà tụi mình kéo ấy, thì tụi mình đang kéo tới phút 15. Đấy, con Shiza này thì bây giờ mình tính tốc biến lên để ở ngay pha đấy mình vô mình phá ấy, nhưng mà bị hất tung, bị khống chế, thế này mình không phô phá được. Nhưng mà combat các bạn thấy không? Đấy, combat vẫn ngang kèo, combat vẫn ok luôn. Nhưng mà sao? Đây là trận đấu chỉ có 4 người. Thế nên là sau một hồi mà tụi mình đánh nhau, tụi mình cố gắng đem trụ, tụi mình cố gắng làm được một pha gì đấy để mà có thể lật kèo được, nhưng mà không. Sau hơn 15 phút mà có con King Kong ấy, thì bây giờ tụi mình đã thua các bạn ạ. Nếu như mà tụi mình ăn được con King Kong ấy thì tụi mình còn chơi được. Nhưng mà mất con King Kong xong tụi mình đã thua các bạn nha. Nói chung trận này tem mình chơi hay thật. Trận này nếu như mà không thằng hai tem mà không AFK ấy là trận này tem mình win rồi. Đấy, mấy ngay trận đầu tiên thôi là đã xui thế này rồi các bạn ạ. Xui vãi cả trưởng ra luôn đấy.
đời đúng éo le. Và cũng may nha, ngay cái trận này thì mình chỉ bị trừ 32 điểm thôi. Mình mà trừ hơn 100 điểm là mình tụt xuống 9.000 điểm rồi đấy. Được rồi, và sau cái trận AFK đấy thì chắc chắn là vẫn sẽ chơi rồi. Thì trận này mình lại tiếp tục chuyển sang vẫn cầm, đó chính là Venet đi top nhá. Và mình gặp bên team mình, đó chính là top cục tím Van Heel nha các bạn. Với lại mấy ông cục miền. Rồi, kèo này thì mình gặp đó chính là Bijan. Thì mình phải công nhận con Bijan này nó khá là khó chịu các bạn ạ. Đã thế nhá, game này ấy, là mình không được chơi game luôn. Nó thẳng ra là mình bị gank khá là nhiều. Từ đầu game tới cuối game ấy là mình bị thằng Tulen bên team bạn cam rất là nhiều luôn. Mặc dù là mình chơi với lại Bijan ấy, mình vẫn đánh được, mình vẫn có thể chơi được. Nhưng mà ông Tulen ấy, ông cam rất là ghê các bạn ạ. Cam từ cái lúc mà mình mất trụ trên ấy, ở trụ này anh ta vẫn cam các bạn ơi. Đấy, mà mình không hiểu kiểu gì luôn. Đó, thấy không? Là trận này theo đúng nghĩa là mình không được chơi game ở trên đường top đâu các bạn ạ. Bởi vì không có ai gank cả, đã thế Tulen là ngủ ở trên luôn. Thì đương nhiên là mặc dù mình nghĩ là mình bị cam, nhưng mà ở đường trên ai dè là lợi thế cũng không có nhiều các bạn ạ. Mặc dù mình bị gank nha, nhưng ít nhất là chất tướng của con Venet này là combat thì vẫn chơi được các bạn ạ. Mình thì cũng tự tin đấy. Các bạn biết rồi, hồi xưa mình leo chín tướng. Nếu các bạn xem hồi xưa mình leo chín tướng thì mình cũng chơi con Venet là nhiều. Vậy nên là mình cầm cục vàng Venet này thì mình cũng khá là tự tin đấy. Nên là cũng không có sao các bạn ơi. Nên là lỡ có bị sao đấy thì không sao. Mình cũng nói bạn chủ nick rồi. Bạn chủ nick có bảo mình là lỡ mà có bị trừ điểm thì cũng không sao đâu anh ạ. Nhưng mà không sao nha, tôi sẽ cố gắng. Không thể nào mà bị lỗ điểm được. Bởi vì hồi giờ mà mình leo đỉnh cao ấy là mình toàn lên điểm thôi các bạn ơi. Tính ra là hồi giờ mình leo đỉnh cao mình chưa có trận nào đâu. Mình chưa có cái nick nào one champ, cái con nào mà mình bị rớt điểm ấy. Đấy, và cùng quay lại với cái trận đấu này. Đó thì các bạn có thể thấy là trận đấu này là team mình sau hơn 13 phút cố gắng đánh nhau. Đấy thì các bạn có thể thấy là bây giờ là tụi mình đã để thua nha. Bởi vì thằng Nakroth bên kia xanh quá. Mới 13 phút rồi mà anh ta ăn tận 11-1. Mà mình không fit nhá các bạn. Mình chết 6 mạng này là mình không fit cho anh ta nhá. 6 cái mạng này là hầu như là toàn là mạng của Bijan với là Tulen ganh thôi. Và ok, trận đấu này mình đã thua các bạn ơi. Nói chung cũng không trách được, trận này team bạn đánh cũng hay quá. Và ok, trời ơi, mình bị trừ tận 100 điểm ở ngay trận đấu này các bạn ơi. Vãi cả trưởng thật. Và sau cái trận này thì mình thấy trừ khá là cao ấy. Nếu mà tiếp tục mà trận sau mà mình mà thua là mình sẽ bị trừ hơn 100 điểm đó đấy. Mình bị tụt xuống 9.000 mấy rồi, hết được 10.000 điểm rồi các bạn ơi. Ôi, trời ơi, trận này tôi gặp cục vàng điêu thuyền các bạn ạ. Ôi, nhưng mà mong sao không phải AFK nha. Vừa nãy gặp cục vàng Kirito là thấy uy tín rồi. Trận này còn gặp cục vàng điêu thuyền nữa thì chắc chắn là cục vàng người ta sẽ đánh rất là uy tín đâu các bạn. Không thể nào cục vàng là bút đúng không? Chỉ có mình là mình cầm cục vàng này là mình đang đánh như thằng bút thôi, đánh như ngáo ngáo thôi. Đó, và trận này thì mình chuyển sang DSP nha các bạn. Tôi khổ rồi. Vừa từ nãy giờ thấy đi top giống kiểu bị xui xui kiểu gì ấy. Nên là mình quyết định mình sẽ chuyển sang một trận đấu mình DSP cho nó nhẹ nhàng thanh thản nha các bạn. Nói chung nhẹ nhàng một chút xíu thôi. Đấy. Đấy, mình bảo mà cục vàng là phải uy tín các bạn ơi. Được. Rồi, đóng băng, mày đi. Trời ơi. Tùy với lại điều thuyền kết hợp đẹp quá các bạn ạ. Ngon. Và sau hai cái pha vừa nãy ấy, mà tụi mình ăn được hai cái mạng của team bạn thì bây giờ ấy mình với lại điêu thuyền rất là khỏe các bạn ạ. Để đến như pha này team bạn cố gắng lên ép con rồng cùng với tụi mình ấy, nhưng mà không, team bạn vừa lỗ ba mạng vừa mất luôn cả con rồng. Thì đây sẽ là một cái bước ngoặt rất là khó khăn dành cho team bạn nhá, khi mà bây giờ tụi mình phải nói là hủy diệt ngay đầu game rồi, chắc chắn luôn rồi. Và mình nói đâu có sai đâu. Mỗi lần mà team bạn cũng muốn ganh hay muốn chơi ấy, thì không thể nào mà chơi được nhá. Bởi vì trận này team mình điêu thuyền di chuyển khá là đẹp. Đứng vô trong bụi bắt lẻ được cả Terry. Mà Terry fan này nói chung là cũng bó tay nhá. Timmy đã cứu được một mạng rồi. Thay vì về thì anh ta quyết định ở lại. Mà cái giá phải trả gì đó chính là Terry chết. Mình fan này mình chết mình cũng không lo. Bởi vì mình là một người SP các bạn ạ. Mình SP mà mình chết nhiều cũng không lo nha. Đấy, và sau một hồi thì tụi mình đã lấy được cái trụ ở dưới. Và đương nhiên là mình sẽ di chuyển cùng team di chuyển lên để ép mấy cái trụ khác nha. Và lúc này mình đã di chuyển ở đường trên, mình ép được, mình hỗ trợ cho một Ryan được mạng của Timmy. Nhưng mà sau khi Ari băng xương thì một Ryan cũng sẽ nằm xuống nha, khá là đen. Bởi vì Ari còn băng xương các bạn ạ. Nhưng không sao, sau khi Ari biến về thì tụi mình đã lấy được mấy cái trụ này luôn. Và đã thế, sau khi anh ta hồi sinh xong, anh ta lao lên lại chết hổ báo ngay pha này các bạn ạ. Và mình lại tiếp tục làm được một pha anti, giết được thêm mạng của Tulen nhá. Đánh con Venet thì cứ bình tĩnh thôi các bạn ơi. Đó, và lại chỉ với tầm 8 phút, gần 8 phút thì tụi mình đã lấy được, đó chính là tận 3 cái trụ ở ngoài luôn. Và bây giờ team bạn chỉ còn cái trụ ở bên trong thôi. Nhưng mà khá là đen. Ở ngay pha này là mình với lại điêu thuyền đã di chuyển cực kỳ cao.
Hớ anh, thế này là tụi mình đã chết ở ngay hai cái mạng này nhá. Nhưng không sao nhá, bây giờ lợi thế tem mình khá là cao rồi. Các bạn có thể thấy là thanh Nagaroth ở bên tem mình ở ngay pha này đấy. Anh ta cào một cái Teli chết luôn. Nói chung là Nagaroth này không khác gì là cái trận vừa nãy luôn, bởi vì để xanh quá ấy, một con nào mà nó xanh đầu game các bạn ạ. Tầm giữa game một cái nó xanh quá ấy, nó cào AD cái là đi luôn ấy. Nhìn Nagaroth này không khác gì những trận nãy luôn mà các bạn, bởi vì xanh quá ấy, là nó cào ghê lắm. Thế nên là nhờ cái pha vừa nãy mà Nagaroth giết được mạng của Teli các bạn. Vậy nên là tụi mình quyết định lao lên trên này luôn. Có cả con Shiya này nữa. Thì bây giờ thế bạn đã hết hết cái để đép được các bạn ơi. Và đương nhiên sau chỉ với 13 phút đồng hồ đánh nhau các bạn ạ, thì tụi mình đã win nha. Và mình phải công nhận là cầm con Venet này DSP cảm giác nó ok hơn phết các bạn ạ. Bởi vì là cầm đi top mình thấy cứ bị xui ấy. Vừa nãy mình cầm hai trận ấy, đánh hơi khó các bạn ơi. Nice. Và may quá trận này mình được cộng lại 100 điểm các bạn ạ. Mình đã gỡ lại được điểm rồi nha, sau mấy cái trận vừa nãy mình thua nhá. Hay hên vãi. Được rồi, trận này thì mình gặp bên kia là chỉ có mỗi đó chính là top cục tím Timmy thôi. Còn bên kia thì có cả Tulen như bình thường à. Và sau cái trận chiến thắng vừa nãy mà mình cầm con Venet DSP ấy, thì trận này mình lại tiếp tục cầm con Venet này DSP tiếp các bạn ạ. Bởi vì mình thấy là đánh thế này vẫn dễ thở hơn, với lại là mình thấy đánh thoải mái hơn. Đánh đi đường len, đi rừng, đi top với lại thấy hơi áp lực ấy. Thế nên mình cứ đi chuyển DSP một chút đã nhá. Được rồi. Và nhưng mà đầu game thì trận đấu này ấy, mình thì không thuận lợi như là cái trận đầu tiên, cái trận vừa nãy. Bởi vì trận vừa nãy là có điêu thuyền khá là khỏe. Còn trận này thì mình gặp team mình đánh khá đuối đầu game ấy. Nhưng được cái là tụi mình có bắt vẫn lại, vẫn chơi được các bạn ơi. Nhưng pha này thì di chuyển hơi lố tí. Pha này mình lỡ hơi bù map nên là bị chết nha. Ôi rồi, tôi không tới rồi, nhưng mà tôi cứu bạn pha này. Tôi đảm bảo luôn. Ok chưa? Thấy chưa? Tôi cứu được bạn một mạng rồi bạn ơi. Không sao cả. Trời, mình mới di chuyển ganh cho top một cái là đường dưới nát luôn các bạn ạ. Rồi, Teddy chết chắc rồi đấy. Long Ren lướt lên là chết chắc rồi các bạn ơi. Thấy chưa? Anette. Oh, đi. Di chuyển hớ anh này. Ơ. À, bạn muốn chết chung luôn đúng không? Bạn muốn chết chung à? Ôi đồ kia. Ui. Trời ơi, lỗi mình quá. Mình ấn ti hơi vội một tí ấy, hơi đen. Rồi lợi thế rồi đấy. May quá, lấy lại được lợi thế sau cái pha vừa đấy rồi các bạn ạ. Con Shiya này nữa là lời rồi. Rồi từ từ nhá. Bây giờ mà có một cái là mình đột biến luôn để cho team mình chơi các bạn ơi. Đây này, vừa bảo xong. Ui, nó phản ứng nhanh đây. Ôi, ủa cái gì vậy? Ôi, thôi xong rồi. Ui, được không các bạn ơi? Ui, thôi xong rồi. Lỗi mình quá. Không, mà mình cũng chủ quan các bạn ạ. Ui, thằng Omen hay quá. Omen nó xài chiêu một tốc biến ấy. Nên là mình không phản ứng không kịp các bạn ạ. Không sao nhá. Đây rồi, mình thấy rồi, vô luôn này. Ủa cái gì đây? Ui, không sao vẫn được nhá. Tự nhiên mình xài chiêu 2 với lại chiêu 1 không vào thằng AD mà lại vào con Jayfish các bạn ạ. Hơi đen tí ấy. Nhưng mà có bắt vẫn lời này, mà tự nhiên team mình đánh không hiểu pha đấy nhở. Cái pha đấy mà team mình lên kịp là Yuka có khi không chết ấy, hoặc là lời hơn ấy. Mà team mình lên hơi chậm ấy. Ui, không đủ đam. Nếu như mà mình đi top ấy thì pha đấy đủ đam giết được nó rồi đó. Trời, giết được thằng Jayfish pha đấy là tụi mình win luôn ấy, đảm bảo luôn. Được rồi, và các bạn cùng xem pha tiếp theo này. Sau cái pha vừa nãy mà mình thấy mà mình xài chiêu vô các bạn, mình xài chiêu vô nó bị lộ đấy. Đấy, để đến như pha này mình tính anti vô Teddy để mình xài chiêu vào Teddy đúng không? Thì bạn có thể thấy là nó xài chiêu vào con Omen. Thì bắt đầu là mình mới biết là thì ra là cái nick này các bạn ạ, cái bạn chủ hoặc này là chơi theo kiểu là để dạng là gần nhất là cái mục tiêu các bạn ạ. Mục tiêu thì có thường có 3 cái đúng không? Đó chính là phần trăm máu thấp nhất này và gần nhất này. Thế là từ nãy giờ mình chơi ấy, mình cứ combo là các bạn hay chơi giống mình đúng không? Thì xài chiêu cuối, xong bắt đầu xài chiêu 2, chiêu 1 nhấn thôi chứ đâu cần chỉ định đâu, thì nó sẽ xài thôi. Thì đà này bạn ấy là xài theo kiểu gần nhất. Vậy nên là mỗi lần các bạn ý là mình mà bắt vô thằng nào mà thằng AD hoặc là mình bắt vô mấy con mà chủ lực ấy thì bắt đầu là nó toàn xài chiêu vô mấy con gần nhất thôi các bạn ơi. Vậy nên là một lúc sau là mình mới để ý nhá. Một lúc sau mình mới để ý là mình mới xài. Mà nhưng mà pha này thì mình hơi đen tí. Pha này thì mình hơi chủ quan khi mà mình đã bị team bạn bắt được, nhưng mà team mình tới kịp để đến như pha này, mình tưởng pha này team mình chơi được các bạn ạ. Nhưng mà một pha di chuyển rất là lỗi của Aosu, thế là bị Jayfish ulti dính được hai đứa và hai người cùng chết luôn các bạn ạ. Và
Và đương nhiên rồi, sau khi mà eo su với lại cả Lauri đi luôn thì tụi em ăn được cả con Chia này nha các bạn. Và nhờ cái pha combat vừa nãy tụi mình đã bị lỗ. Và đương nhiên là tụi bạn lao lên các thứ. Từ một lợi thế thì bây giờ tụi mình đã trở thành thất thế luôn rồi các bạn ơi. Không thể nào mà chơi được nữa rồi. Yuka cố gắng bắt vào Terry nhưng mà tên bạn cover tốt quá. Mình thì cũng không vô lao được. Leo Su thì lại bị cắt bởi Yue các bạn ơi. Và vâng, sau hơn 17 phút thì cuối cùng tụi mình đã bị lật kèo và tụi mình đã để thua cái trận đấu này nha. Thế đúng đen luôn đấy. Mình cứ nghĩ pha đấy không có Yue mà tụi mình vẫn thua các bạn ạ. 4v5 mà pha đấy bị thua nha, đen ác. Ok. Và mình lại tiếp tục bị trừ lại 106 điểm các bạn ơi. Trời ơi, lại tụt lại 9.000 điểm rồi. Vâng, và trận này thì cũng không có gì. Trận này mình gặp bên kia là top UE. Ôi, mình phải công nhận là bạn UE bên kia cắt hay nhờ. Cắt kinh vãi nổi là luôn đấy. Rồi, và sau cái trận đấy thì mình lại chuyển sang mình không đi top nữa các bạn ạ. À, không đi SP nữa, mà là mình đã để sang, đó chính là đi rừng. Và mình gặp bên team mình, đó chính là cầm Natalia đi SP nhá. Rất là khó hiểu luôn. Và vâng, đương nhiên là trận đấu này mình lại tiếp tục bị thua các bạn ạ. Và các bạn có thể thấy là trận này mình cũng không làm được gì nhiều. Nói chung không biết làm gì luôn. Bên team mình SP thì là Nata nữa ấy. Thế nên là đánh không làm được gì các bạn ạ. 0-4, 0-3, nói chung không trách được team. Trận này team mình thua chất tướng quá. Thế nên mình lại tiếp tục để thua trận đấu này. Và các bạn biết gì không? Trận này mình bị trừ tận 112 điểm. Và mình tụt xuống đó chính là 9.834 điểm nha các bạn. Và mình thấy thôi rồi, toang rồi em ơi. Khánh ơi đừng giận anh nhé. Anh bị trừ, nói chung là rớt xuống top 10 rồi đó. Nhưng mà mình thấy các bạn, mình sẽ không bỏ cuộc và mình sẽ lấy lại những gì đã mất sau những cái trận thua vừa nãy nhá. Rồi, mà vừa nói mấy cái trận thua vừa nãy xong thì trận này tôi không được pick top các bạn ơi. Thay vì đấy thì mình cầm con Yudu các bạn ạ. Rồi, bởi vì là team mình có ông top Venet, bảo sao trận này mình bị tranh Venet các bạn ạ. Vậy nên là mình đã có pick phải Yudu này chơi nhá. Mà đã thế nhá, trận này team mình ấy, ông Lavi, ông là người đi mid. Bởi vì ông ta là one champ, thế nên ông ta quyết định là pick con Lavi đi mid luôn các bạn ạ. Mà mình biết mà, mấy ông one champ này là người ta bất chấp lắm. Không đi được lane nhưng mà người ta vẫn pick để người ta cày điểm các bạn ạ. Và cũng may nhá, trận này mặc dù là có mình SP đấy, mình là pháp sư đấy, nhưng mà mình quyết định mình không lên đồ pháp sư các bạn ơi. Mình quyết định mình cầm con Guru này, mình lên full tank. Và mình đã đoán đúng, mình đã lên đồ rất là đúng. Bởi vì trận này team mình không có tanker các bạn ơi. Và mình đã cầm con Guru này ấy, mình đã hỗ trợ cho team rất là đẹp luôn. Điển hình như pha này. Đây, các bạn có để ý, không biết các bạn có để ý cái pha này không? Cái pha vừa nãy đó chính là thanh niên Elsu bên team mình ấy bị Violet bắn một phát chết luôn các bạn ạ. Nói chung là Violet đấy như giống kiểu quay lại thời 2016-2017 ấy. Chỉ cần một bắn phát là Elsu đi luôn. Thế nên mình cũng khá là bất ngờ ngay pha đấy. Các bạn, nếu mà các bạn chưa xem thì các bạn có thể xem kỹ lại pha đấy nhá. Pha đấy bị Elsu ở đâu? Violet ấy bắn Elsu một cái mà một lộn bắn thường Elsu đi luôn mà mình cũng bất ngờ pha đấy các bạn ạ. Nhưng mà cứ tưởng pha này ăn được kinh công. Các bạn nghĩ pha này tụi mình ăn được kinh công ư? Không, trời ơi, không hiểu kiểu gì. Mặc dù là pha vừa nãy team mình giết được 3 mạng rồi, nhưng mà cứ nghĩ là ăn được con kinh công này, nhưng không. Team tụi đã bị cướp con kinh công, nhưng mà cứ nghĩ là tụi mình thua rồi. Mình tưởng là pha này toang rồi. Pha này thua rồi các bạn ạ. Nhưng mà cũng may là do là mình là một người tanker, mình là một người cấu rỉa, đã thấy có cả Elsu nữa. Vậy nên là tụi mình vẫn đép được cái trụ này các bạn ạ. Nói chung là cũng may nha. Mặc dù bị mất Shiza đấy, nhưng mà tụi mình vẫn giết được mạng của Ahri. Đã thế là tụi mình cũng chỉ mất được một cái trụ siêu cấp, đó chính là đường giữa thôi. Còn hai cái trụ kia thì mình vẫn giữ được các bạn ạ. Và cứ nghĩ là thua cơ, nhưng ai dè. Các bạn cùng xem pha combat cuối cùng này. Nó thật là trận này mình là người kiến tạo cho team luôn. Đây, mình lướt lên, mình lui lại này. Các bạn nghĩ là team mình sẽ lui đúng không? Không, team mình quay trở lại chơi tiếp khi mà team bạn dám lao lên ở đây. Đấy, Liliana bị chết này. Mình tiếp tục mình lao lên, mình trưởng không trúng. Nhưng không sao các bạn ạ, bởi vì bây giờ team mình đang có rất là đông người ở đây. Team bạn chỉ còn 3 người mà thôi, mình choáng trúng này. Đã thế nhá, Venet quyết định lao lên này. Đó, Violet có tốc biến, thế nên là mình đã không sử dụng anti được. Mình lui lại một tí, né được cái anti của Lorien. Mình choáng trúng, đó chính là Violet tiếp để không cho Violet bắn được các bạn ạ. Và đương nhiên, từ nãy giờ ấy, là mình toàn bắn trúng vào Violet. Đấy các bạn thấy không, cái pha combat này nhá. Các bạn thấy mình kiến tạo không? Đấy, mình trưởng phát nào là trúng vô Violet phát đấy. Nếu như các bạn thử nghĩ đi, mình mà không choáng trúng vào led thì làm sao mà team mình ăn được? À không, nói đùa vậy thôi. Nói chung là team mình trận này chơi hay các bạn ạ. Không mà cũng đúng mà. Nếu như mà để cho vào led bắn ấy là chắc chắn là tụi mình khó chơi rồi. Nhưng mà từ nãy giờ ấy mình toàn choáng trúng vào led thôi. Thế nên vào led không bắn được các bạn ơi. À đương nhiên. Trời ơi, một trận đấu lật kèo, một trận đấu win ngược của tụi mình nhá. Nhưng mà đen nhở. Trận này mình cầm SP các bạn ơi. Để trận này không được pick Venet như đen. Nhưng thôi không sao, ít nhất là vẫn được cộng điểm đỉnh cao. Gỡ lại được một chút điểm các bạn ơi.
Được rồi, và sau cái trận vừa nãy thì trận này mình đã được pick đó chính là Venet rồi đấy các bạn ơi. Và trận này mình chuyển sang cầm Venet đi rừng nhá. Ồ, và trận này mình gặp lại đó chính là ông Lavi các bạn ơi. Và đã thế nhá, các bạn cũng để ý ông Mina nhá. Ông Mina là ông Elsu rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì là cùng chung đường, thế nên là Lavi là người được ưu tiên. Còn ông Elsu này bị chuyển xuống DSP các bạn ạ. Và ông này ông đã hỏi thăm ba mẹ Lavi rất là nhiều các bạn ạ. Bởi vì trận vừa nãy cũng đang là chửi ghét nhau rồi. Trận này còn gặp nhau nữa mà đã thế anh ta còn không được DAD nữa. Thế nên anh ta cay các bạn ơi. Anh ta nói Lavi quá trời các bạn ạ, buồn cười lắm. Nhưng mà thôi, nói chung là trận này nói gì thì nói chứ tụi mình vẫn phải chơi, vẫn cố gắng lấy điểm các bạn ạ. Nhưng mà trận này thì đầu game ấy mình đã bị nói chung là mình đã bị mất ở ngay pha này cũng khá là đen nha. Và tụi mình đã bị thọt. Nói thẳng ra là các bạn có thể thấy ấy, là tầm 5 phút thôi là tụi mình đã bị thua rất là nhiều. Nói bị thua vàng, thua mạng, cái gì cũng thua các bạn ạ. Đã thế nhá, tụi mình còn mất cả trụ cơ. Và sau khi mất cái trụ trên ấy thì các bạn biết rồi, chỉ cần mất trụ là chúng ta sẽ mất cái lợi thế. Mất trụ là chúng ta sẽ mất cái đường trong rừng luôn. Nói thẳng ra là mất trụ chỗ nào ấy là cái rừng đấy là thành cái rừng của tay bạn nha. Nhưng mà cũng may là mình vẫn ăn được cái con blue này sau khi mình còn trừng trị nhá. Cái bóng sao tôi lo được. Từ thôi. Bây giờ game này ấy, team mình phải chờ về lết nha ơi. Team mình phải chờ về lết các bạn ạ, bởi vì team mình có bright nữa ấy. Nên là càng về lết thì team mình chơi được nhá. Từ mình bảo là cứ từ từ thôi. Không cần vội đâu. Rồi lại đánh nhau rồi. Đấy à, mình nói đâu sai đâu các bạn. Mình bảo team mình về lết ấy, team bạn toàn cố gắng bỏ các bạn để chơi thôi. Bởi vì bây giờ team bạn ấy mà càng để cho team mình farm ấy là team bạn càng đi. Ui trời, được không bạn? Hay. Đó thì cho mình bảo hay quá, may. Ê cái pha đấy mình rỉa được một chút máu để cho Bright vào chơi ấy, hay quá. Được, may, gỡ lại được 3 mạng các bạn ơi, 3 đổi 3, được phết. Từ nhá. Hay đấy, khiêu khích hay bạn ơi. Trời ơi, Mina chơi hay quá, được. Từ từ là chúng ta chơi được thôi, không có gì phải lo. Ồ, búa, ảnh búa. Đấy, thấy nhá, bắt đầu tay bạn đuối đấy, thấy không? Tay mình bắt đầu khỏe hơn rồi đấy. Ồ, tay bạn chết hai người rồi mà tay bạn vẫn lì nhá. Lì với chúng tôi. Ui, ơi. Kịp xài chiêu đầu đã ăn được thằng Lumbo rồi. Xia, ăn rồng. Ui. Trời ơi, mình tính ăn rồng mà bạn lỡ dụ rồi. Thôi chịu, không sao cả. Trời ơi, máy khâu. Anh em ơi, tôi tới này, đúng rồi. Tự tin, không sao cả. Mình tự tin là mình gánh cái team này được, các bạn yên tâm. Này, Mina mà kéo chú AD cái mình chơi ở đó, mình vừa nói xong. Này nó chết chắc rồi này, xem này từ từ này. Trời ơi. Dám nhận anh Vũ Venet. Ôi rồi. Sai trụ được sao vẫn ăn được. Trời hiểu lý do tại sao mà hồi xưa thằng này cầm con Venet leo chín tướng chưa? Dám nhận. Đấy mình gặp tem nó ổn chơi được mà. Rồi. Từ từ lùi lại tí. Mina kéo là mình chơi thật. Đó mình vừa bảo trong. Trời ơi. Đấy. Ê thề. Ê bây. Ôi rồi. Double kill. Ê bây giờ mình mới để ý là bộ đôi Mina với lại Venet rất là hợp nha. Mình cứ chờ Mina kéo cái là mình vô miếng team mình chơi thôi các bạn ơi. Đúng đẹp luôn đấy. Trời ơi. Kinh công chứ còn gì nữa. Ngon. Đó. Thế mình bắt đầu lấy lại lời thế là kèo này các bạn. Mình nói đâu có sai đâu. Tay mình cào về lết là tay mình khỏe nhá. Rồi đi. À mình nhiễm à. Né gần ti nhẹ này, đánh thường này. Trời ơi, mượt mà chưa? Rất là nhẹ nhàng. Không cần màu mè, cầu kỳ hết nhá. Rồi, từ từ nhá. Hay bạn ơi. Hay quá. Đạn thần quang cái tui vô tui vét là được rồi. Rồi, trận này tui gánh yên tâm. Đấy, win rồi đấy. Nhưng mà không nên chủ quan nhá. Rồi, mất flash. AD mất flash là đi rồi. Thả đi mất flash để đi rồi các bạn ơi. Từ nhưng mà cũng phải từ từ. Rồi Lumbo hết anti. Trời, Flo không kịp múa.
Uầy, lần đầu tiên tôi thấy một con Mina chia hay trong đấu đỉnh cao các bạn ơi. Hồi giờ mình toàn chỉ thấy Mina là bút bẩn thôi. Lần đầu tiên thấy một con Mina mà chia hay trong đấu đỉnh cao các bạn ạ. Chứ bây giờ toàn thấy bút bẩn đúng không ạ? Toàn cầm con này bút bẩn thôi. Buồn cười vãi. Ngon, lật kèo luôn. Nice. Uầy, trận này mình cộng tận 141 luôn. MVP rồi, trận này mình MVP mới cộng điểm cao thế này ấy. Nice. Vậy là mình còn một trận nữa. Mình phải chơi thêm một trận nữa để mình gỡ lại cái điểm vừa nãy mà mình bị trừ nha các bạn. Mình cố gắng lấy lại những gì đã mất nhá. Ok, trận này thì mình gặp bên team mình cũng là Gian. Vừa nãy mình cũng gặp Gian nhưng mà Gian này là Gian top Việt Nam các bạn ạ. Thế này là sẽ uy tín hơn nha. Xong rồi gặp hai ông kia thì top cũng bình thường. Nhưng không sao, trận này mình gặp kèo Ngộ Không thì các bạn biết như nào đấy. Mình sẽ chinh kèo cũng không lo nha. Thấy chưa, mình nói đâu có sai đâu. Ui, trời toang rồi. Ê, tính ra là tính ra trận này ông Gian team mình đi đường hơi dở nhá. Bởi vì là chất tướng của mình hơn Ngộ Không ấy. Thế nên là không, đầu game chất tướng mình hơn cũng không ấy. Thế nên là phải ăn bù rét, xong rồi ganh đường rồng mình thấy lợi hơn ấy. Chứ ganh đường mình là không được, bởi vì cũng không dám chơi mình đâu. Được không? Hay, bảng đầu tiên này. Ô, đứng à? Ê. Ê. Ô, tên bạn trả lại hai mạng này, tuyệt vời đấy. Ngon. Được tới một chuyện rồi đấy. Rồi, thấy rồi. À, anh không dám ăn tí tui các bạn ơi. Rồi, tao ăn tí nó mày đi này. Ôi, kìa. Trời ơi, mạng yếu. Mạng yếu đúng lúc các bạn ơi. Nó giật xài ăn tí không được luôn. Cay chưa, cay điên các bạn ạ. Ủa, tự nhiên bắn lóc đâu ra này. Rồi. Rồi, chết rồi. Nice. Rồi, ngon. Tự nhiên có bắn lóc cái ăn được thêm một mạng đấy các bạn. Rồi, trận này không sao, tôi lo được. Đừng bọt nát rồi đấy. Đừng bọt giờ toang rồi đấy. Ô, đông thế. Ôi, hết đông thế. Ba thằng ở cân được, cân ba được. Ôi, có thêm cả Lily. Trời ơi, ui, đứng yên luôn. Trời, mình lên giày hồ vệ các bạn ơi. Mình lên giày hồ vệ cái không làm được gì luôn. Mình cứng đơ luôn rồi. Trời, không có Lily, mình thề pha đấy tụi mình cân ba được. Mình với Gian cân ba luôn đấy, đảm bảo luôn. Ui, nó lướt kịp kìa. Khó rồi đấy. Trận này khó rồi các bạn ạ. Ôi, ông Violet 040 rồi. Không sao nha. Tại bị ganh ấy. Violet ganh khá nhiều các bạn ạ. Đấy giờ từ lại. Được cái chất tướng tên mình khỏe nhá. Kiểu để cho Violet farm xong rồi Gian lên cấp 12 là tụi mình chơi được. Ông Gian bú được ấy. Lên cấp 12 rồi. Đấy đây. Đó, mình vừa canh tính là ăn được mạng này, 500 vàng luôn, tuyệt vời. Tôi lo được game này. Từ nhá. Đây này, đó, lại xài chiêu nhầm rồi nhưng mất flash này, ngon. Hay, thấy chưa? Ông Gian team mình chơi hay phết đi chứ. Mày đi chắc rồi. Đảm bảo luôn. Thấy chưa? Đó, AD xanh lại rồi đấy. Được, AD có tiền chơi lại rồi các bạn ơi. Ô, thằng này. Vãi nồi, tem vừa đi rồi mà vẫn còn tham ăn con rồng nữa này. Ăn con kinh công này phải nhường lại con rồng cho tem tui với chứ. Ăn tham đấy. Ô, ảnh múa tới. Rồi, không sao. Đang có kèo rồi. Ô, nè. Ô, choáng ai. Ê, nhưng mà nó còn bị nhiễm. Mình lui lại tí bạn ơi. Rồi, đông, tem bạn đông. Không sao bạn ạ. Chúng ta có lợi thế rồi. Tem mình ăn được, mình đảm bảo. Tụi mình ăn được. Chạy gì, đúng mà. Pha đấy mình mà không chạy là mình chết luôn đấy. Con Venet mà không có chiêu các bạn ạ. Chỉ đánh thường thôi thì đi ấy. Mà tem bạn còn đông pha đấy nữa. Đấy, vẫn lời mà. Uầy, xài chiêu hụt rồi. Nhưng mà lui lại một nhịp này. À, ngộ không này. Từ từ nhá. Gian tem tui khỏe lắm. Ông Gian cấp 15 rồi các bạn ạ. Vãi chửi, ông Gian cấp 15 luôn rồi ấy. Múa vô tư nha. Thấy chưa?
chơi xoay quanh bóng chan là mình vô mình múa được các bạn ạ. Nhưng mà pha này hơi ẩu nha ní. Pha này ní hơi ẩu ní ơi. Ui, pha này chắc ní tính vô cướp chi ra đúng không? Hơi ẩu tí không sao nhá. Tôi xong rồi. Ây da, mình lên hơi cao các bạn ạ. Lỗi mình rồi. Tôi lên hơi cao pha này các bạn ơi. Thôi mình đi rồi. Lỗi mình quá. Pha này lỗi mình nhá, mình lên hơi cao. Bắn nó, đấy. Đúng rồi bạn. Tôi nuôi nãy giờ được mà đúng không? Này, kinh công này. Trời ơi, nó ăn rồi đúng không? Thích ngay mà. Ui, trời không kịp. Nhưng mà đổi mạng không? Lại đây. Đổi được mạng nào hay mạng đấy các bạn ơi. Ui, không được rồi, đổi được cả hai mạng ạ. Khó rồi. Ui, chắc chưa. Chắc chưa đây. Trời ơi, nó còn mua cả năm thuẫn. Nó còn mua cả năm thuẫn các bạn ạ. Ui, khó nhở. Từ từ. Ui, thôi. Thôi, về các đồng chí ơi. Về. Về đi. Về đi mấy đồng chí ơi. Ôi, về. Lại đánh nhau này. Lại đánh nhau này. Hay. Anh em tôi hay quá. Ôi, nó chạy về được rồi. Trời ơi, nó chạy về được kìa. Hay. Trời, thằng Na đen, Na hên nhở. Ơ, rồi, đi rồi. Trời ơi, anh Ngộ Không này. Ngộ Không này mình lo được các bạn ạ. Được không ta? Được không nhở, tem mình còn Violet nè các bạn. Từ từ nhá. Bắn đi bạn. Ui, hết lính rồi. Ôi, thôi, nó hồi sinh rồi, Ui, anh ra, chạy. Ôi trời, vẫn kịp, may quá. Ê, cái pha đấy anh ta không đẩy nhở, pha đấy anh ta đẩy mình là có khi mình chết rồi đấy. Ôi, thôi. Trời ơi, đen chưa không win được các bạn ơi. Ô, mày đi. Ô, hổ báo này. Ô, rồi xong. Ô, mất cả chiêu đẩy luôn này. Trời ơi, pha này lại nói gì đi. Pha này mình làm được còn gì nữa các bạn. Ôi, mình đánh giá trận này MVP nha, là bảo luôn. Rồi, win rồi. Win rồi các bạn ạ. Win chắc luôn rồi. Rồi, giờ mà lên một cái là tụi mình win chắc luôn. Từ nha. Này, tôi chờ rồi này. Đánh bình tĩnh thôi, từ từ vào các bạn ạ. Ba này vào này. Đấy, thấy chưa? Mình bảo mà, từ từ này vào. Từ từ này vào là chơi được. Bạn đòi bắt ai đấy? Bạn đòi bắt ai đấy? Này sơ. Win rồi anh em ơi. Tôi lên lại điểm rồi. Phá nhà cho anh. Win rồi. Này sơ. Trời ơi. Một pha lật kèo đẳng cấp đến từ vị trí của tem tui và anh Vu. Dám nhờn với lại Top Venet à. À không, đâu phải. Nick mượn. Ui, may quá. Mình cộng lại 141 điểm lận các bạn ạ. Ui, hai trận MVP, hai trận mình đều cộng trên 140 luôn. Thế là mình lên được 10.104 điểm. Ơ mà tính ra là mình gỡ lại được điểm, với lại là mình còn lên được thêm được một chút điểm nữa. Mình lên được vài chục điểm các bạn ạ. Ok chưa? Uy tín liền. Mình phải lấy lại những gì đã mất các bạn ạ. Ui, vừa đúng đủ, vừa đúng 12 giờ khuya luôn. Vừa tròn 12 giờ khuya luôn các bạn ơi. Ui, may quá các bạn ạ. Ok. Thì cuối cùng là mình cũng đã chơi xong một đêm đấu đỉnh cao cùng với VNX này các bạn ạ. Đáng lẽ là mình tính nghỉ rồi đấy. Mà vừa đúng suýt soát còn 11 giờ năm mấy ấy. Mình vô mình chơi nốt thêm một trận nữa các bạn ạ. Và cũng may là mình cũng đã có sự cố gắng và sự nỗ lực của mình. Mình đã gỡ lại được điểm nha các bạn. Đấy, và từ 1.000 đấy. Và tính ra là mình vẫn lên được thêm vài chục điểm ấy. Từ 10.077 điểm. Thì mình đã lên được 10.001 nha các bạn. Mình lên được tầm 30 điểm. Tầm 30 điểm ấy các bạn. Ừ, mình nhớ lên tầm đấy đấy. Nhưng mà vẫn ở đứng ở top 8 nha. Bởi vì là mấy ông kia cũng leo điểm ác quá các bạn ạ. Vừa nãy mới xem thì bây giờ lại lên được 10.200, 10.300 rồi. Ác liệt. Nhưng sao? Ít nhất là mình gỡ lại điểm nha. Bởi vì là từ nãy giờ mình chơi toàn thua ấy. Mình sợ là mình tụt điểm nữa. Nhưng mà vẫn may. Mình vẫn gỡ lại lên được. Là uy tín. Suy tín các bạn.
mình gỡ lại điểm được cho bạn ấy luôn mà, lên lên được thêm 30 điểm nữa. Nhưng mà khá đen là cái điểm đỉnh cao các bạn ạ. Điểm đỉnh cao thì bị tụt nha. Điểm đỉnh cao là từ 1774 thì mình còn 1667, vậy là mình bị trừ 7 điểm đỉnh cao các bạn ạ. Nhưng mà thôi không sao. Cũng may là tại do là mình được MVP nhiều, thế nên là mấy cái trận VNS vừa đấy mình được cộng điểm tận 140 mấy điểm luôn các bạn ạ. Vậy nên là mình mới lên để lại được điểm ấy, chứ nếu như mà cộng không được MVP thì chắc là mình sẽ cộng rất là đi đấy. Ok, mình phải công nhận đây là một đêm đấu đỉnh cao của mình cực kỳ căng thẳng nha. Từ hồi giờ mà mình leo đấu đỉnh cao ấy thì đây là cái đây là cái con đầu tiên mà mình leo mà mình vừa buồn. À đâu, mình vừa áp lực, mình vừa lo các bạn ạ. Một phần là tại nick này là không phải nick mình mua hay là nick của mình. Nick này là bạn fan gửi cho mình đó. Với lại một phần là bạn ấy cũng, mình cũng nói bạn ấy trước rồi. Với lại bạn ấy cũng nói mình rồi, bảo là nếu mà nick mà có bị trừ điểm ấy thì cũng không sao đâu anh. Bảo nick mà trừ tầm 1k điểm cũng không sao. Chủ yếu là em đưa cho anh chơi để quay clip cho vui. Nhưng mà mình là một người chơi có uy tín. Với lại là mình cũng có cái suy nghĩ là mình cũng không muốn là bị trừ điểm của các bạn đâu. Bởi vì là mình đã chơi ấy thì mình luôn có suy nghĩ là lúc nào phải leo lên điểm cho các bạn. Nhảy đến như con Moren ấy, lúc trước mình cũng đã leo cho bạn kia lên top 50 mà. Vậy nên là mình hầu như là mình toàn có suy nghĩ là chỉ lên điểm. Một là lên điểm, hai là giữ cái điểm đấy, chứ không bao giờ mà mình để bị rớt điểm các bạn ơi. Nhưng mà khá đen nha, mặc dù lên điểm top ấy, nhưng mà điểm đỉnh cao của mình thì bị tụt 7 điểm các bạn ạ. Nên là cũng hơi buồn. Thế nên mà Khánh ơi, Khánh thông cảm cho anh nhá. Bị trừ 7 điểm đỉnh cao em ạ. Được rồi, còn tí bây giờ mình cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video này. Và nếu như các bạn vẫn yêu thích cái series đấu đỉnh cao này của mình, và nếu như các bạn đang có mấy cái TikTok muốn mình chơi thì nhắn tin bên Facebook cho mình nhá. Và còn thì bây giờ hẹn các bạn ở những cái series tiếp theo của mình. Và đừng quên là mình nó chỉ là một cái like và một cái đăng ký nha. Còn thì bây giờ, see ya, bye bye.